Hello, chào anh em đến channel của Lan Handa. Lan VN nay mình mua cái vé vàng. Mua cái vé vàng dùng với mua cái vé vàng để mình chuyển sang tiếng Việt nha. Mua vé vàng dùng với không cần trên Android nha. Mua bằng thẻ Viettel. Bạn Viettel hoặc là dùng ví Momo. Đây mình dùng ví Momo nha anh em. Đây, mua vé vàng đây, nhắm vô mua vé vàng. Nó sẽ thanh toán từ đây, mình sẽ chuyển sang ví Momo nha. Ví Momo này của mình đây. Liên kết ví Momo, nhắm mua, nhắm một lần để thanh toán. Trong tài khoản ví của Momo mình đã liên kết rồi, mình thanh toán thành công rồi nha anh em. Ok, đã nhận vé vàng. Bây giờ mình vô nhận thưởng nha. Nhận thưởng. Đây mình có 12 triệu thì mình sẽ nâng một cái tủ Archer level 12. Ok, quá đẹp, mình phí nịch luôn. Mình phí nịch. Rồi mình sẽ mua cái kho, nâng cái kho mình nâng tiếp. Mình có điều kiện mà đúng không? Có kho full kho mình sẽ nâng tiếp. Rồi mình sẽ nâng cái tủ Archer tiếp. Archer đây. Rồi tiếp tục mình vô mình nhận thưởng nha anh em. Wow, hết 109k của tôi là 110k. Nhận đây 100 bút của nó. Nhận tiếp. Ôi quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. 100 game đá cổ ngữ. Mai thuộc tiếp tục để làm nhiệm vụ để nhận cái nó. Sẽ giờ mình nhận nhiệm vụ rồi, 8 giờ thì nếu tiếp nhiệm vụ mình đã hoàn thành đây, 3 cái. Ok, đặc quyền. Cường hóa 10g, đóng góp 1 ngọc. Ok, cường hóa nghiên cứu, cường hóa huấn luyện và đóng góp 1 ngọc. Có nghĩa là đóng góp, bạn đóng góp lính. Đó, đuôi 2 XP này, Luna này. Đó, đây là 1 viên ngọc thôi. Là chỉ có một viên thôi. Rồi tiếp tục là ví dụ đây là tường quên là 5 triệu. Bây giờ cường hóa chỉ còn 4 triệu rưỡi thôi. Đây là 4 triệu rưỡi này mà ít 4 triệu rưỡi. Nó có lợi nhưng mà một tháng thì 110 ngàn. Thì 12 tháng, 10 tháng là hết 1 triệu 1, mà 12 tháng là hết thêm 1 triệu 4, 1 triệu 4. Ok. Vậy nha anh em, rất đơn giản. Xem trận qua của anh em này liền sau đây. Đẹp trận 32 của Nox. Anh em có tài khoản US thì dễ, khỏi cần visa, mua trực tiếp. Mình dùng ví Momo nha các bạn, không phải dùng Viettel. Super win miner, mình đã nâng được 09 rồi, mình được nâng 9 rồi, mình có 1.000 điểm mình mua được rồi. Bay ghê quá anh em mày. Sắp bật mưa bơ từ 1 tháng 5 này, ngồi đây nghe mấy bay không. Anh em nào có thắc mắc về cái mua thì Android thì cứ comment cho mình sẽ trả lời đó. Còn nếu mà anh em tin tưởng mình cứ bắn tiền qua mua đi, mình sẽ mua giùm chớ.
Quá tuyệt vời bro. Super Wind Miner. Super Wind Miner. Quá đẹp 3 sao cho perfect luôn. Trận này anh em Hà Nội Roja win rồi anh em ơi. Tiếp tục xem còn nhiệm vụ. Đây nè, bắt đầu nâng cấp công trình ở Quốc Kỳ trong một làng 1 và làng 2. Mình nâng cấp tường thành. Mình nâng cấp tường thành thử nó có cho không. Không cho nhá. Anh với mình nâng cấp công trình thôi. Tường thành ở bên đây làng 2 mình có chưa đủ tiền để nâng. Bên đây thì cũng tiền chưa đủ. Ok. Tiếp tục. Hoàn thành thưởng sao hàng ngày 7 lần ở làng 9. Hoàn thành thưởng sao 7 ngày cái đây mà sao 1 tháng nó mới hết được. Còn bên đây là thử thách ngày, bên đây là thử thách tháng. 1 tháng thì nó hết các quyền. Thu thập 15k. Mình có được 7k rồi, mình kiếm thêm mấy k nữa nha anh em. Giúp mình 4 cả máy mà sẽ cũng vẫn lâu. Ở đây mình anh em nào có chơi Liên Quân thì cái ấy giống như đây là sổ sứ mệnh của Liên Quân vậy. Mình bỏ 100k ra, 110k ra thì mua sổ sứ nạp sổ sứ mệnh thì trong vòng 4 tuần vậy, 7 tuần, 6 tuần vậy. Còn ở đây trong vòng một tháng có trang có skin của con tướng, còn mình ghi có tướng có skin. Đây 5k đắt nha anh em, mình kiếm đắt nha. Kiếm đắt để làm nhiệm vụ. Mình cướp combo không nay không anh em ơi, miner. Full miner không? Nó ra lệ dễ cướp quăng đại vô. Chấm lộn hai bình máu rồi, bậy rồi, quá bậy luôn anh em à. Ơi còn cướp được đắt kê, mình cứ bút rắc nữa là mình ăn được kê trong lúc kê. Ơi khó à. Mình nở đi lạc rồi anh em ơi, bị bước bắn bắn nát đít à. Không được. Ôi bữa rồi không kiếm được gì đây được rồi. Tại sao là được rồi. Mình phải bước lên để cho dàn con cái này nó 87 này. Nè, 77. Mình là con bóng thành thầy dàn con này. Vui nhé cậu. Vui chuẩn bị chắc nhà vui có, đông đáp có. Đây, có luôn. Không biết là anh vui được có luôn. Tell me when am I gonna see you?